lên lên sinh nhật mẹ vợ, mẹ Hoàng thì biết nhưng mà đang bên nhà truyền nước cho bố, xong là phải sang bên sinh nhật các con làm cho quả sinh nhật cho mẹ Hoàng Thị Viện. Đấy, chủ trì là bố Thành. Hôm nay mẹ yêu hôm nay sinh nhật. Hôm nay lại sinh nhật mẹ yêu. Con cháu nó ngồi nó chụp chõm rồi tôm hốc này, ăn này sẽ đông thế này. Ôi, sao tối vậy mày? Sao tối vậy em? Sinh nhật là mẹ Hoàng Thị Viện. Ôi trời, bật điều hòa không? Có đóng à, bật điều hòa. Thằng Doi đâu hả cháu? Đấy, quả rượu hàng xách tay mang về. Hai chai. Đấy, rượu này chỗ này. Dạ. Đây, chú ngồi vào đây, chú ngồi vào đây cho. Mua ngã sáu.